Nam mô ta sa pha ga va tô a ra tô sam ma sam bun ta sa. Thì ngày hôm nay đó, chúng ta tiếp tục học về cái phần hỷ giác chi, nói về 11 pháp giúp cho chúng ta tăng trưởng cái hỷ giác chi. Thì thưa quý vị đó, trong cái con đường tu, nó có nhiều lúc làm cho cái tâm mình nó bị lu sụp. Nó được ví như là cái tâm mình nó giống như là cái hòn đá mà bị rêu nó bám ấy. Thì nó sẽ làm cho mình trì độn đi, mình không có được cái sự năng động để mình nỗ lực mình tu tập. Thì những lúc như vậy đó, Đức Phật nói, những lúc như vậy mình phải dùng cái tinh tấn giác chi, trạch pháp giác chi và hỷ giác chi để nó thúc đẩy cái lòng tu của mình lên, để nó tăng trưởng cái lòng tu của mình lên. Chứ vào cái lúc mà mình cảm thấy mình bệ rạc, mình không muốn tu, mình cứ muốn dễ ngươi đó, rồi sao lãng cái việc tu tập. Mà mình đi, mình tăng trưởng cái định giác chi, rồi cái khinh an giác chi, thì nó không hợp lý. Cho nên, trong cái con đường tu, mình phải xét coi, mình tùy theo cái hoàn cảnh của mình ấy, nó như thế nào mà mình có được cái sự lựa chọn mình sẽ tăng trưởng cái giác chi nào. Thì như sư nói đó, trong đường tu có nhiều lúc mình tu mình không thấy vui. Tu phải vui thì cái việc tu nó mới phát triển được. Nhưng mà nhiều lúc mình cảm thấy mình tu không vui, thì nó có nhiều cách nó làm cho mình tăng trưởng cái hỷ giác chi. Thì tuần trước thì sư đã nói rồi, đó là ba pháp tùy niệm. Đầu tiên là niệm Phật, niệm Pháp và niệm Tăng. Thì ba cái pháp tùy niệm này đó giúp cho chúng ta tăng trưởng cái niềm tin nơi Đức Phật. Và ba pháp tùy niệm này nó phù hợp với cái người đức tin mạnh, và thậm chí là với cái người nhiều tham đó, thì họ niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng vẫn tốt như thường. Tại sao vậy? Tại vì đó, với cái người mà nhiều đức tin thì quý vị biết rồi, thì họ thường họ đặt cái niềm tin nơi Tam Bảo nhiều lắm, cho nên là họ thích tin. Còn cái người mà nhiều tham ấy, thì họ thích mỗi một chuyện thôi, đó là nhiều phước. Cứ kêu niệm Phật nhiều đi có phước là họ niệm. Niệm Pháp nhiều, niệm Tăng nhiều có phước là họ niệm. Nhưng mà thường thì mình nghe niệm Phật nhiều, mình kêu niệm Phật nhiều đi có phước là niệm. Cho nên ấy, hồi xưa cái lúc mà bắt đầu phân chia cái bộ phái đó, quý vị biết là mỗi một vị tu sĩ khi mà tu tập 40 đề mục thiền định, mỗi một vị là có một cái tâm đắc khác nhau. Thì có vị thì vị đó chuyên về cái đề mục niệm hơi thở, thì vị đó chứng đắc cái niệm hơi thở, thì vị đó sẽ hướng dẫn cái đệ tử hơi thở. Có vị thì vị đó chuyên về cá xí ná, thì khi vị đó có những cái sở chứng sở đắc về cá xí ná đó, thì vị đó sẽ hướng dẫn đệ tử về cái cá xí ná. Rồi có vị chuyên về niệm Phật, thì khi vị đó hướng dẫn đệ tử, thì vị đó sẽ hướng dẫn đệ tử cái việc niệm Phật. Thì cái hướng dẫn niệm Phật ấy, nó có hai bước. Bước đầu tiên là quý vị biết niệm tới như thế nào. Nhất tâm bất loạn. Ở bên Tịnh Độ thì nó là niệm tới nhất tâm bất loạn. Nhưng mà ở đây mình hiểu là đạt tới cận định. Có nghĩa là tâm nó không có chạy lăng xăng nữa. Tâm nó đạt tới cận định. Nhưng mà khi mà đạt tới cận định ấy, thì nó sẽ làm cái nền tảng để phát triển tuệ quán. Chứ mình không có dừng lại ở đó. Đó là cái những cái thuở mà sơ thời của những vị mà chủ trương niệm Phật ấy. Và để khuyến khích đệ tử thì những vị này nói là thôi niệm Phật đi con, niệm Phật có phước. Và quả thật như vậy, niệm Phật rất là có phước. Tại vì sao? Cái đối tượng mà mình suy nghĩ đó là một bậc chánh đẳng chánh giác. Mình nghĩ về cái ân đức của một vị chánh đẳng chánh giác, thì khi đó đó cái phước của mình nó tăng trưởng.
Nhưng mà về sau á, nó quên dần đi. Rồi về sau mình chỉ còn biết mỗi cái chuyện là niệm Phật có phước. Rồi cái chuyện niệm như thế nào, niệm ân Đức Phật thì nó cũng quên dần đi. Niệm 10 ân Đức Phật lạc dần đi. Ví dụ như là Nam Tông mình có nhiều vị, ví dụ như niệm A-la-hán hoặc niệm Bút-thô đó. Ban đầu là ví dụ như niệm A-la-hán là mình hiểu thế nào là một vị gọi là A-la-hán, một vị A-la-hán đó. Như hôm tuần trước sư có giảng rồi, như thế nào là một vị A-la-hán. Nhưng mà dạy đệ tử á, từ từ đi, rồi đệ tử giờ chỉ biết có A-la-hán, A-la-hán. Nam Tông biết A-la-hán, A-la-hán. Còn bên Bắc truyền thì niệm thì cũng chỉ còn biết là một cái câu Phật hiệu thôi. Ngoài ra không biết gì nữa hết. Thì nó cái gì nó cũng có cái giai đoạn thoái trào. Nhưng mà khi mà mình nghiên cứu về cái gốc á, thì mình sẽ hiểu. Cái việc mà niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, nó sẽ giúp cho, thứ nhất là tăng trưởng cái phước đức này. Cái thứ hai là giúp cho mình tăng trưởng cái niềm tin. Cho nên những vị mà nhiều đức tin thì vị đó khoái niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Rồi những vị tham nhiều, các vị đó cũng khoái. Vì vậy đó, ba cái pháp tùy niệm này nó thích hợp để làm tăng trưởng cái hỷ giác chi. Bởi vì sau khi mình niệm đó, suy tưởng về ân đức của Tam Bảo thì mình sẽ có được cái niềm vui thú. Mình có được cái sự hoan hỷ, nhờ như vậy mình tu tập được tốt hơn. Và cái đề mục tùy niệm thứ tư á, là niệm thí. Niệm thí đó có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình lấy cái sự bố thí làm cái cảm hứng để mà mình tùy niệm. Có nghĩa là mình suy nghĩ về cái việc bố thí. Nó có hai kiểu. Kiểu thứ nhất á, là họ nghĩ về những cái việc bố thí mà họ đã làm. Ví dụ như tôi bố thí cúng dường cơm đến chư tăng, hoặc là tôi bố thí sữa đến chư tăng, rồi tôi bố thí y phục, rồi hoặc là tôi cúng dường tôi xây chùa, hoặc là tôi cúng dường tôi xây tượng hoặc là đúc chuông chẳng hạn. Thì khi mà mình nghĩ về những cái việc thiện mà liên quan tới bố thí đó, nó cũng là niệm thí. Như có vị đó, vị này giàu thì không giàu, nhưng mà có một cái sở thích đó, là thấy chùa nào mà có xây dựng hoặc là chùa nào mà có xây tượng thì vị đó đều hùng phước để mà xây những cái gọi là chùa đó hoặc là những cái ngôi tượng đó. Thì về già đó, vị đó chỉ làm mỗi một việc thôi, là ở miền quê mà, thì cho một đánh chiếc xe bò đó, cứ đi vòng vòng mấy ngôi chùa mà hồi xưa mà mình hay hùng phước rồi mình xây chùa rồi làm tượng ấy. Cái đánh đi vòng vòng mấy cái ngôi chùa, đi ở ngoài thôi chứ không vô chùa, cứ đi vòng vòng nó ngắm mấy ngôi chùa rất là cười. Thì vị đó cũng là một vị niệm thí. Nhớ tưởng về cái sự bố thí của mình ấy, rồi khi đó vị đó phát sanh hoan hỷ. Thì đó cũng là một cách để niệm thí. Nó giống như chẳng hạn như bây giờ có vị thì thích dân sư trà sữa chẳng hạn. Sư ví dụ thôi, thích dân sư cái trà sữa. Thì tới cái lúc mà cận tử gần chết á, nằm hấp hối trên giường bệnh á, chỉ cần đem cái ly trà sữa để trước mặt nè, thấy không, thấy không? À, ly trà sữa. Vị tới nhớ là hoan hỷ là đi lên. Còn ngài Giác Nguyên á, thì đưa ra cái ví dụ khác là kêu là Phật tử á, mình ráng làm sao mà mình đặt bát cho chư tăng, những vị mà tăng đi khất thực ấy ở Miến Điện, kiếm những cái gạo mà ngon, thiệt là ngon, nấu những cái nồi cơm mà trời ơi, gạo nó dẻo mà nó ngon, nó thơm, cứ đặt bát cho chư tăng. Rồi tới cái lúc mà cận tử á, chị đưa cái bát cơm đưa trước mặt nó, nhìn thấy bát cơm không, thấy không, đó là khỏi cần phải tụng kinh trì chú gì hết trơn, cứ nhìn thấy bát cơm đó là đi lên thôi. Thì quý vị cũng như vậy đó, có một số vị họ thích bố thí, thì khi mà họ nhìn thấy cái mà họ bố thí thường ấy thì họ sẽ hoan hỷ. Ví dụ như tới cái lễ rằm tháng 7 tới nè, cũng chư tăng ở chùa Nam Tông thì cũng có đặt bát hội đó, thì quý vị đặt bát chư tăng, thì khi quý vị đặt bát á, mình tác ý đến, mình nhớ tới, rồi mình thường xuyên mình nghĩ tưởng, thường xuyên nghĩ tưởng chứ không phải đợi tới lúc cận tử mới nghĩ, mà thường xuyên mình nghĩ tới cái chuyện đó. Hoặc là tới cái mùa dân y đó, mình đổi y,
là mình có cái hoan hỷ trong cái sự bố thí đó, và mình thường xuyên mình nghĩ lại cái niềm hoan hỷ đó khi mà mình bố thí, thì cái đó đó cũng là niệm thí. Cho nên những vị mà ưa thích bố thí đó, thì niệm thí đối với vị đó rất là dễ dàng, và vị đó rất dễ có được cái niềm hoan hỷ. Và quý vị biết là xét về cái niềm vui đó, thì cái niềm vui khi mình cho ra lúc nào nó cũng nhiều và nó lâu dài, y như hơn là cái niềm vui do mình nhận. Ví dụ như bây giờ có một vị mà cúng dường sư cái máy quay chẳng hạn, mới cúng dường đương nhiên rất là hoan hỷ, tại vì nhờ cái đó mà mình có thể có quay được những cái bài pháp rồi những cái chương trình này nọ của chùa, rất là hoan hỷ. Nhưng mà giả sử 10 năm 20 năm sau, hình như cái hoan hỷ đó nó bớt rồi, cái đó sư nói thiệt nó bớt rồi. Hoặc là thậm chí là quý vị hùng phước, quý vị xây chùa, thì bản thân sư là ông sư ở trong chùa, nói thì có vẻ là nó hơi không, gọi là không có biết ơn, nhưng mà bây giờ cái chùa thì mới xây lên thì mấy sư rất là hoan hỷ khi mà Phật tử cúng dường xây chùa, đúng không? Nhưng mà 30 40 năm sau cái chùa bắt đầu xuống cấp rồi, thì là tự nhiên cái hoan hỷ nó bớt, leo lên như bây giờ cái chùa, thí dụ chẳng sư ví dụ như nó bắt đầu nó xuống cấp thì leo lên chánh điện mà không biết, thí dụ như lên chển mà 10 20 người rồi nó nặng quá, miếng nó sụp, nó có sụp lúc nào không biết nữa, thì lúc đó tự nhiên cái hoan hỷ mình nó bớt đi. Bởi vì vạn pháp ở đời nó vốn dĩ nó là vô thường. Nhưng mà khi mà quý vị bố thí, quý vị cho đi á, quý vị cho đi á, thì 10 năm, 20 năm sau, 50 năm sau, quý vị nhớ lại mình vẫn vui như là ngày thường. Vẫn vui như vậy. Cái người nhận á, thì cái niềm vui họ có thay đổi. Rõ ràng khi mình nhận cái gì đó, thì cái niềm vui của mình nó vơi dần theo thời gian. Nhưng mà cái mà mình cho đi á, nó vui hoài. Do đó, đó là một cái lợi ích của cái việc niệm thí. Một cách thứ hai nữa của việc niệm thí đó là mình suy nghĩ coi, thường xuyên suy tư là mình có thể xả bỏ những cái gì. Có nghĩa là mình có thể sẵn sàng mình cho ra, mình xả ly những cái gì. Chẳng hạn như bây giờ tôi tài sản, mình có thể nghĩ là tài sản này mình sẵn sàng mình xả, mình bỏ, mình không cần dính mắc tới nó nữa. Thì đó cũng là một cách niệm thí. Hoặc là đó, niệm thí nó có 3 bậc. Bố thí có 3 bậc, thì cái việc niệm thí cũng có 3 bậc: bậc hạ, bậc trung và bậc thượng. Bậc hạ là cái gì? Là những cái tài sản ở xung quanh mình, những tài sản, những cái vật ngoài thân, tiền bạc rồi cho đến là xe rồi áo rồi nhà rồi cửa, thậm chí vợ mình, chồng mình vẫn là một vật ngoại thân. Cho nên cái niệm thí không có phải là mình niệm là bây giờ tôi sẵn sàng tôi cho nhà tôi đem cho người ta, rồi tôi đem xe tôi đem cho người ta. Cái niệm đó thì nó cũng đúng không sai, nhưng mà nó còn một cách cao hơn, có nghĩa là tôi sẵn sàng tôi bỏ nhà của tôi. Cái ngôi nhà tôi đang ở, tôi sẵn sàng tôi xả bỏ nó, tôi không tiếc. Tôi sẵn sàng tôi bỏ cái xe của tôi. Cái chuyện mà có ai lấy hay không không quan trọng, nhưng mà khi niệm thí đó, mình niệm là tôi sẵn sàng tôi bỏ những cái tài sản này mà tôi không có cái lòng tiếc nuối. Hoặc là tôi sẵn sàng tôi bỏ đi những cái con người này, tôi không có tiếc nuối. Chẳng hạn như bạn bè, người thân hoặc là vợ mình, chồng mình, thường là mình có được cái sự dính mắc nó rất là nhiều. Cái tham ái nó nằm ngay chỗ đó. Nhưng mà khi mà mình niệm ấy, mình niệm là tôi sẵn sàng tôi bỏ hết. Có nghĩa là không nhất thiết là phải có ai đó tới là thôi rước ông chồng mình đi hoặc rước bà vợ mình đi, không nhất thiết phải vậy. Nhưng mà mình sẵn sàng mình xả bỏ những cái sự dính mắc của mình, những cái sự dính mắc về mặt tình cảm, rồi mình dính mắc về mặt tài sản, dính mắc về tất cả những cái thứ, ví dụ như là cơ thể của mình. Đó là bậc trung. Bậc trung là những cái vật, những cái bộ phận thuộc cơ thể của mình, chẳng hạn như tay chân hoặc là mắt hoặc là những cái bộ phận nội tạng mà nếu như mình bỏ nó đi đó mà mình chưa có chết thì đó là cái bậc trung. Chẳng hạn như là quý vị hiến máu nhân đạo đó thì nó cũng là bậc trung. Nhưng mà khi mà quý vị hiến xác, nhớ như khi quý vị hiến xác nó chưa cấu thành cái bố thí. Tại vì đó cái bố thí là mình phải cho khi mà mình còn sống, còn khi mình chết rồi
chẳng qua mình tác ý tới chừng nào tôi chết thì tôi cho, mà tới lúc mình chết rồi là người khác cho, chứ còn mình đâu có cho nữa, hiểu chưa? Hiểu không? Khi mình chết rồi đó là mình đã đầu thai qua kiếp khác rồi, cái cơ thể này không còn là của mình nữa thì làm sao mình cho? Mình muốn cho ai cái gì đó thì đó phải là của mình. Chẳng hạn như bây giờ tôi muốn cho bố thí sinh mạng thì không phải là mình chờ tới lúc mình chết rồi mình mới đăng ký hiến xác. Mà chẳng hạn như ai đó cần trái tim, tôi sẵn sàng tôi cho trái tim. Mà việc cho trái tim đó là tôi sẽ chết, tôi sẵn sàng tôi cho. Hoặc là một cái việc gì đó mà mình hy sinh, mình xả bỏ cái tấm thân này, thì đó là bố thí bậc thượng. Và khi mình niệm thí đó, thì mình không có nghĩa là tôi phải đem cái trái tim của tôi đem cho người ta, không có nghĩa là tôi phải đem cái cặp mắt này tôi cho người ta. Nhưng mà mình niệm là tôi sẵn sàng tôi xả bỏ cặp mắt này, tôi sẵn sàng tôi xả bỏ tứ chi này, và tôi sẵn sàng tôi xả bỏ cái thân mạng này cho bất cứ ai nếu như họ cần tới nó. Thì đó là niệm thí. Ha? Cái niệm nó chưa hẳn là đi với hành động, nhưng mà mình thường xuyên mình nghĩ tưởng về nó, mình nghĩ là tôi sẵn sàng tôi xả bỏ. Xả bỏ từ bậc hạ có nghĩa là tài sản, rồi những cái mối quan hệ xung quanh, cho tới bậc trung là những cái bộ phận cơ thể, rồi tới bậc thượng là tôi sẵn sàng tôi xả bỏ luôn cả cái tính mạng của tôi. Thì khi mà quý vị niệm thí được như vậy đó, tự nhiên mình thấy nhẹ lắm quý vị, tự nhiên thấy nhẹ. Chẳng hạn như sư lấy sư ví dụ, bây giờ mỗi lần mà nghĩ tới cái chuyện mà dân y xong rồi đó, rồi mấy cái y dư mình không xài, cất trong phòng thì nó thứ nhất là mình cất cũng không được lâu. Theo luật thì chư tăng cái phước dân y, chư tăng được giữ y dư được như là một tháng. Nhưng mà để y ở chỗ mà mình không xài thì nó phí, mà nó gọi là nó phiền lắm. Bản thân sư khi mà thấy mình có được cái tài sản tự nhiên cái thấy phiền. Cái đó hợp pháp đó nha. Nhưng mà tự nhiên khi mà sư nghĩ là thôi bây giờ ba cái đó thôi, kiếm cái chùa nào đó mà chư tăng mà nghèo á, rồi không có y dư thì thôi thì nhờ người thân mình đem xuống dưới đó thì cho cúng dường cho những vị đó. Là coi như lúc đó mình nghĩ là cái mùa dân y sắp tới là mình sẽ không có y, là tự nhiên khỏe. Tự nhiên lúc đó mình thấy mình nhẹ gánh ghê lắm. Rồi có những lúc á, người ta cho cái này cho cái kia, rồi mình thấy nhiều tài sản quá. Chẳng hạn như có những lúc mà thí dụ chư tăng mà chia tứ vật dụng á, Phật tử cúng dường chư tăng chia tứ vật dụng, tự nhiên sư nhìn thấy cái đống này nghĩ ôm về phòng sao thấy mệt, mắc công giữ, rồi mắc công xài. Sư nói thiệt, ngay cả xài cũng thấy mắc công xài nữa. Cái sư đem sư cho hết, sư cúng dường hết cho những vị kia, ví dụ chia ra năm vị đó rồi chia năm phần, thì cứ chia hết chia năm phần, tới hồi đi lên á thì hai tay không, đi xuống cũng hai tay không, mà tự nhiên mình thấy mình khỏe. Thật sự nếu như mà quý vị cảm mình bố thí theo cái kiểu mà mình xả bỏ, mình sẵn sàng mình xả bỏ, thấy khỏe, rất là nhẹ gánh, mình không cần phải mang vác chi cho nó nặng nề. Nó là như vậy. Thì đó là lợi ích của việc niệm thí. Tại vì sao? Mình có được cái sự nhẹ nhàng của cái sự xả ly. Nhưng mà nói vậy không, đừng có ai tới xin tiền nha, nói trước là sư không có tiền đâu á. À, mà nhắc cái này mới nhớ nè. Có nhiều người đó, thí dụ như là có thể là mình sa cơ lỡ vận hay như thế nào đó đó. Rất sư gặp rất là nhiều trường hợp vô chùa rồi họ xin tiền. Sư nói thiệt là vô chùa xin tiền là đi lộn chỗ. Tại vì thứ nhất không có quyền. Thật sự mà nói cái không có quyền. Cái thứ hai đó, không biết thiệt hay giả. Trong khi đó đó, khi nếu mà quý vị vô chùa, quý vị xin bữa cơm, hoan nghỉ không ai nói gì hết. Tại vì sao? Cơm thì sẵn sàng lúc nào cũng cho quý vị. Cho nên mình đói, sẵn sàng quý vị có thể ghé một cái ngôi chùa nào đó, quý vị xin cơm. Chứ xin tiền thì không nên. Tại vì thời buổi giờ nói thiệt là mình không biết ngay gian như thế nào. Mà thường thì sư sẽ hướng dẫn những cái người đó đó là ra ngoài quỹ ban. Thường ở ngoài đó là họ có những cái quỹ hỗ trợ người nghèo, nhưng mà họ cũng sẽ có một cái bộ phận để họ có thể xác minh ra được là cái con người đó đúng thiệt hay không. Nếu mà đúng thiệt đương nhiên họ sẽ hỗ trợ. Thì sư thường sẽ hướng dẫn ra ngoài đó.
Cho nên vô chùa mà xin tiền là đi lộn chỗ. Thì nói hơi ngoài lề tí xíu vậy. Rồi tiếp theo là cái niệm giới. Cái niệm giới đó là mình thường xuyên nghĩ tưởng về cái giới hạnh của mình. Và quý vị hành thiền ấy, thì chắc chắn hoặc ít hoặc nhiều quý vị phải niệm giới. Có nghĩa là quý vị phải suy tưởng về cái giới hạnh của mình, coi coi là nó có trong sạch hay không. Bởi vì khi mà giới hạnh của mình nó có vấn đề, nó không có trong sạch, cái việc hành thiền của mình sẽ bị ảnh hưởng. Nhất là đặc biệt là năm giới cư sĩ: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Nó là năm giới cơ bản. Khi mà quý vị phạm vào một trong năm giới này rồi đó, quý vị ngồi thiền không yên, ngồi thiền chắc chắn không yên, nó sẽ bị trạo cử. Nếu như mà vị nào đó mà nhập nói là tôi phá giới mà tôi ngồi yên ấy, nó có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là vị đó không có tàm úy, có nghĩa là không biết hổ thẹn tội lỗi và không biết ghê sợ tội lỗi, cho nên vị đó ngồi vị đó không thấy hổ thẹn. Mà người như vậy thì chắc chắn là cũng sẽ không đi được tới cái bước cuối cùng là chứng đắc thiền định, và vị đó cũng không có đi xa được. Cái khả năng định tâm của vị đó chắc chắn là có vấn đề. Một người mà không biết hổ thẹn tội lỗi, không biết ghê sợ tội lỗi thì cái định của họ chắc chắn là có vấn đề. Cái thứ hai là do cái định của họ chưa có thâm sâu, chỉ ngồi chơi. Nói thiệt, nhiều người ngồi chơi thôi, thậm chí họ chưa biết cái đề mục thiền định là cái gì, họ chưa biết được cái sự chú tâm vào đề mục thiền định nó là cái gì hết. Cho nên cái định của họ nó không có tăng trưởng, thành ra họ không thấy được cái sự ảnh hưởng của nó. Cho tới khi nào mà cái định của họ nó trở nên nó thâm sâu thì họ sẽ bắt đầu, họ sẽ trạo hối. Quý vị biết là thậm chí có nhiều vị đó, tỳ khưu, tới cái mức độ là vị đó bắt đầu xét lại là không biết là tôi xuất gia như vậy nó có đúng với luật hay không. Và vị đó nó trạo hối tới mức độ mà vị đó xả y để mà thọ giới trở lại. Tới cái mức độ đó. Rồi có những vị vị đó nhạy cảm với giới đó. Mỗi một ngày trước khi đi ngủ là vị đó phải sám hối một lần. Đó là những vị nhạy cảm về giới. Nhưng mà cái giới tỳ khưu á, trừ những giới trọng thì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp. Còn những cái giới khinh ấy, nó có ảnh hưởng nhưng mà nó không ảnh hưởng nhiều như là cái giới trọng. Giới trọng là cái giới gì? Là cái giới mà tăng tàng nè, rồi bất cộng trụ, thì cái đó sư không nói. Nhưng mà những cái giới mà nó thuộc cái giới nhẹ đó, giới nhẹ đây không có nghĩa là sư coi thường, nhưng mà nó được xếp vào cái hàng mà giới nhẹ. Bởi vì sao? Vì đó có thể sám hối được, thì nó không ảnh hưởng nhiều đối với một vị hành thiền. Dựa vào đâu sư nói như vậy? Sẽ có người hỏi dựa vào đâu sư nói như vậy. Bởi vì quý vị nhớ là trong kinh Pháp Cú có một cái trường hợp là một vị trưởng lão mà trong một lần nó vị đó làm đứt cỏ ở cái bờ sông, nó vị đó làm đứt cỏ thì phạm cái tội là ưng đối trị. Nhưng mà trong vị đó là vị chứng đắc thiền định, nhưng mà vị đó không, suốt cái thời gian tu của vị đó, đó ở trong rừng ấy, vị đó không gặp được một vị tỳ kheo khác để sám hối. Cái việc mà đứt cỏ thì bản thân cái tội đó là thuộc về cái nhóm tội nhẹ. Nhưng mà đó sư thấy như vậy là nếu như mà cái lỗi đó đó nó làm cho gây ra cái sự trạo hối, trạo hối có nghĩa là trạo cử cho vị đó ăn năn re vứt không có yên rồi không thể nào thiền định được, thì chắc chắn là bằng mọi giá vị đó phải đi tìm một vị khác sám hối, đúng không? Rõ ràng khi mà mình không thể tu được, nó trạo hối mình không thể tu được, thì chắc chắn vị đó phải đi tìm một vị tỳ kheo khác sám hối. Nhưng mà vị này đó vẫn tiếp tục hành thiền được, vẫn tiếp tục hành thiền được. Nhưng mà tới cái lúc cận tử, khi vị đó niệm về giới thì tự nhiên là vị đó thấy là cái giới mình không trong sạch. Vị đó nhớ lại cái giây phút lúc trước mình phạm giới mà bây giờ không có một vị tỳ kheo nào khác để sám hối nữa. Và chính vì cái sự trạo cử vào cái giờ phút cận tử đó cho nên vị đó tái sanh làm cái loài rồng. Cho nên sư nói là cái giới của tỳ khưu á thì có hai cái là cái nặng và cái nhẹ. Thì cái tội nhẹ đó thì nó cũng có ảnh hưởng đó, nhưng mà nó không có nghiêm trọng như là cái giới nặng. Còn Phật tử tại gia thì thường chỉ có năm giới thôi.
Và chỉ cần quý vị phạm một trong năm giới này thì chắc chắn quý vị không hành thiền được. Chắc chắn vậy. Hành thiền thế nào cũng trạo cử. Cho nên, cái người niệm giới là họ suy tưởng cái giới của họ, nghĩ tưởng cái giới họ, xét coi là cái giới của mình nó có vấn đề hay không. Nếu như có vấn đề thì vị đó ngay lập tức sám hối và xin giới trở lại. Thì khi vị đó xin giới trở lại đó, nó không có nghĩa là tôi cắt đứt cái nhân quả, là tôi không có chịu cái nhân quả nữa. Không, nhân quả mình vẫn tiếp tục mình chịu, nhưng mà vị đó không còn cái sự ăn năn rê bức về cái giới mà họ đã phạm. Bởi vì lúc đó đó giống như là họ tái sanh qua một cái kiếp sống khác, tái sanh qua làm một con người khác, một con người mới hoàn toàn, không còn ảnh hưởng bởi những cái việc phạm lỗi nữa. Cái nghiệp thì vẫn phải chịu, nhớ như vậy. Cho nên ít nhiều gì cái một cái hành giả hành thiền thì họ phải niệm giới. Và cái lợi ích của cái việc niệm giới đó là họ không có cái sự hoảng sợ và họ không có được cái sự rụt rè. Có nghĩa là cái mình ngại đó, mình ngại rồi mình rụt rè rồi, hoặc thậm chí là mình run rẩy chẳng hạn. Cho nên giả sử như là tới rằm tháng 7 rồi tới nè, mà có ai đó trong lớp mình mà có một cái bài thuyết trình thì sư khuyến khích là mọi người nên có bài thuyết trình ha, để coi như tiết mục nó sơm tụ. Chứ còn nếu mà quý vị không có đó, thì cái tiết mục đó nó buồn lắm. Thì khi mà quý vị lên đây đó thì thường là quý vị sẽ bị một cái áp lực khi mà đối mặt với đám đông. Bình thường mình đứng lên trên đây mình nói chuyện bình thường không sao hết, nhưng mà khi mình đứng ở trên đây, ở cái vị trí này mà mình nói về giáo pháp, mà mình đối diện với đám đông là tự nhiên là mình run, có áp lực. Tự nhiên là quý vị sẽ có áp lực. Quý vị biết là cái lúc mà lần đầu tiên sư nói đạo, sư thuyết pháp, sư cảm giác cái micro này nè, nó nặng ghê lắm. Nó nặng y như là nó mấy chục ký, nó nặng ghê lắm, cầm mà cầm không nổi. Nó vậy đó. Áp lực ghê lắm. Thì khi đó đó, quý vị phải có cách. Cách đó là cách gì? Niệm giới. Niệm giới là sao? Tôi xét coi giới hạnh tôi có trong sạch hay không. Khi mà cái giới hạnh tôi trong sạch á, Đức Phật nói một người có giới hạnh trong sạch, vì đó không việc gì phải sợ. Một người có giới hạnh trong sạch, vì đó không phải e ngại trước đám đông. Thì khi đó, đó khi quý vị niệm giới đó, là tự nhiên là mình có được cái sự tự tin trước đám đông. Rõ ràng như vậy. Rồi thậm chí khi mà sư đi qua những cái nơi mà hội chúng mà đông đảo đó, khi sư đứng dậy đó, thì cũng có nhiều lúc mình hồi hộp. Mình hồi hộp. Và khi như vậy đó, thì tự nhiên là phải niệm giới. Niệm giới mình là một vị tỳ kheo 227 giới. Và khi mình niệm về giới như vậy đó, là tự nhiên mình bớt đi cái sự e ngại, bớt đi cái sự run sợ khi đứng trước đám đông. Nhờ vậy mình có được sự tự chủ. Và khi quý vị niệm giới như vậy thì quý vị sẽ phát sanh cái niềm hoan hỷ. Cái người không giữ giới họ không thể nào có cái sự tưởng tượng được là một người không giữ giới họ hoan hỷ như thế nào. Một người không giữ giới họ không biết. Khi mình giữ giới, khi quý vị giữ giới, quý vị sẽ có được cái sự hoan hỷ của một người có giới. Và cái đề mục niệm thứ năm, thứ sáu là niệm thiên. Niệm thiên là như thế nào? Niệm thiên ấy, là mình lấy chư thiên làm cái cảm hứng để mà mình suy tưởng, để mà mình niệm tưởng về họ. Khi mà nói về cái chữ niệm, quý vị có để ý trên cái Facebook của sư, nó mới gần đây nó có một cái hình là một cái ngôi chùa mà để trên trái tim. Cái chữ niệm ấy quý vị, người Trung Hoa đó họ định nghĩa nó bằng hai chữ. Thứ nhất ở trên là chữ kim. Chữ kim ở trên và chữ tâm ở dưới. Cái chữ kim ở trên, kim có nghĩa là hiện tại. Kim có nghĩa là hiện tại. Kim là hình tam giác, kim có nghĩa là hiện tại, và tâm, cái tâm của mình, trái tim nó nghĩa là tâm của mình, có nghĩa là cái tâm nó đặt ngay cái giây phút hiện tại này thì gọi nó là niệm. Ý nghĩa của chữ niệm, cái tâm mà đặt ngay giây phút hiện tại nó gọi là niệm. Cho nên niệm thiên thì không có nghĩa là mình réo gọi tên một vị trời nào hết, mà cái tâm của mình vào cái giờ phút hiện tại đó mình suy tưởng về cái vị, suy tưởng về những cái đức hạnh của một cái vị thiên thì gọi đó là niệm thiên. Suy tưởng như thế nào? Suy tưởng là bây giờ một vị trời
làm sao mà họ sanh về cõi trời? Thứ nhất là để mà sanh lên cõi trời đó, vì đó phải bố thí. Như vậy tôi có bố thí đủ để tôi sanh lên cõi trời hay chưa? Khi mà mình nghĩ là mình bố thí đủ để sanh lên cõi trời thì vì đó hoan hỷ. Có nghĩa là chư thiên như thế nào thì tôi cũng như thế đó. Rồi một vị trời đó thì vị đó giữ giới. Không giữ giới thì không thể lên cõi trời được. Vị trời thì giữ giới. Thì như vậy tôi cũng giữ giới. Như vậy thì tôi có được những cái phẩm hạnh ngang với chư thiên. Rồi một vị trời đó, vị đó không có sân. Đương nhiên khi lên trển rồi thì vị đó có thể sân, nhưng cái sân ở trển nó không giống như mình. Rồi nhờ cái phước mà vô sân đó, vị đó sanh về cõi trời. Thì như vậy tôi đang có cái phước vô sân, cho nên tôi cũng có được khả năng tôi sanh về cõi trời. Nếu như mà quý vị đọc về cái tiểu phẩm mà thuộc về cái gọi là chư thiên, cái gì chuyện về chư thiên ấy, thì mình sẽ có được những cái ví dụ là những cái trường hợp nào mà vị đó có thể sanh về cõi trời. Nó có nhiều lắm quý vị. Thí dụ như một người bố thí thì vị đó sanh về cõi trời, một người giữ giới sanh về cõi trời. Rồi một người không có nóng giận, vậy đó cũng sanh về cõi trời. Và mình nghĩ cao hơn nữa, bây giờ cái cõi trời mà 33 đó, cõi đau lợi đó, nó thấp quá, bây giờ tôi muốn lên cõi cao hơn thì tôi phải giữ 8 giới. Quý vị biết là sư ví dụ như người nữ, người nữ mà xinh đẹp nhất ở cả cái vũ trụ này, tam thiên đại thiên thế giới, là người nữ ở cái cõi là tha hóa tự tại, thuộc về cõi dục, tha hóa tự tại. Tại vì phạm thiên là không có người nữ, phạm thiên không có nữ, cho nên người nữ mà đẹp nhất là người nữ cõi dục, mà ở cái cảnh cao nhất là tha hóa tự tại. Đức Thế Tôn đã từng xác nhận như thế này nè: khi mà một người nữ ở trên cái cõi đó đó mà cố tình mà muốn quyến rũ đó, cố tình mà quyến rũ đàn ông, mà nếu như vị đó mà không chứng thánh, mà cố gắng để mà kiềm chế bản thân thì học máu chết. Đẹp tới như vậy. Cho nên làm sao mà mình được lên cái cõi mà tha hóa tự tại thì vị đó phải giữ 8 giới. Chứ còn mà cõi dục mà mình vẫn còn vợ chồng con cái, vẫn không có giữ 8 giới được, mình không lên được chảnh. Người nữ là như vậy, và người nam thì đương nhiên là lên chảnh còn cao cấp hơn nữa. Cái cõi đó tha hóa tự tại đó có nghĩa là mình muốn cái gì thì mình biến hiện ra cái đó cho mình xài, chứ không cần phải đi kiếm. Rồi cao cấp hơn nữa là cái cảnh giới phạm thiên. Phạm thiên ấy là vị đó sống bằng bốn tâm: từ, bi, hỷ, xả. Thì mình xét coi mình có được bốn cái tâm này hay không. Và khi mình xét như vậy tôi thấy là mình có được cái phẩm hạnh của một vị phạm thiên. Có nghĩa là tôi có khả năng cộng trú với phạm thiên. Nhờ như vậy vị đó hoan hỷ. Cho nên niệm thiên là cái gì? Là mình suy tưởng coi là mình có được những cái phẩm hạnh nào tương đồng với phạm thiên. Và thứ bảy là niệm niết bàn. Niệm niết bàn là mình nghĩ như thế này nè. Nghĩ về cái sự tịch tịnh của niết bàn. Có nghĩa là bây giờ tôi còn có cái sự ham thích, còn có cái sự lo sợ, rồi còn có những cái ưu tư, những cái băn khoăn, còn có đau đớn nơi thân và lo sợ nơi tâm. Nhưng mà khi mà tôi nhập niết bàn rồi đó thì những cái này nó không còn nữa. Đức Phật đã nói là gọi là ái diệt là niết bàn. Thì khi mà tôi đoạn tận cái tham ái này đó, là tôi sẽ đạt được niết bàn. Rồi khi mà tôi không còn những cái tham, những cái sân, những cái si này nữa thì tôi đạt tới cái niết bàn. Những cái đau khổ này của tôi, những cái đau khổ tôi đang chịu đây nè, khi mà tôi niết bàn nó không còn nữa, thì mình hướng tâm tới niết bàn. Mặc dù mình chưa biết niết bàn mặt mũi nó ra làm sao hết, nhưng mà mình hướng tâm tới niết bàn bằng cách là mình nghĩ bây giờ những cái mà tôi đang phải đối mặt này nè, những cái đau khổ, rồi những cái ưu tư, rồi những cái tham, cái sân, cái si, thì khi mà tôi niết bàn thì nó không còn nữa. Thì khi đó là mình niệm tưởng về niết bàn. Nhờ như vậy mình có được cái sự hoan hỷ. Rồi đó là bảy cái đề mục. Đó là bảy cái đề mục tùy niệm. Và cái phần thứ 8 đó là tránh phải gần gũi với những người thô lỗ, thiếu tế nhị. Thì quý vị biết mà trong cái cuộc sống mình ấy, có những người mà mình tiếp xúc nó chỉ thêm phiền thôi. Thực sự như vậy. Họ thương mình hay ghét mình không biết, nhưng mà có những người mà họ không có tế nhị á, hình như mình tiếp xúc với họ chỉ phiền thôi. Rồi có những người nó giống như là cái cây mắt mèo á, đụng vô là ngứa.
Thì cũng có những người họ gặp mình là họ toàn là họ chê cái này, họ trách cái kia, rồi họ đâm thọc đầu này, đâm thọc đầu kia, rồi họ làm đủ mọi chuyện trên trời dưới đất hết. Mình gặp họ là mình không thấy được cái sự an lạc. Vì vậy những con người đó thì mình nên tránh. Gọi là tránh vô thì không hổ mặt nào. Những con người đó thì mình nên tránh. Rồi đó, khi mà đạo lực mình chưa có đủ mạnh ấy, thật sự mà nói thì đừng có nên dây vào những cái người mà không nên dây. Rõ ràng là như vậy. Còn mà nếu ai nói là thôi tôi hành Bồ Tát đạo là tôi phải xả thân rồi tôi độ đời, thì xin thưa là mình nói miệng thì giỏi, nói thiệt nói miệng thì giỏi, chứ quý vị thực hành đi quý vị biết. Tôi hỏi đi ra ngoài tiếp xúc, thật sự tiếp xúc với những con người đó thì mình mới biết cái định tâm, cái định lực của mình nó như thế nào. Đức Phật nói một người á mà có thể đứng ra mà dàn xếp hoặc là một vị pháp sư á, thì vị đó phải sẵn sàng để đối mặt với những cái trường hợp mà người ta chỉ trích mình. Cho nên nếu như mà mình nhắm mà mình cái công lực của mình còn yếu á, thì nên tránh đi những cái con người mà không nên, không đáng tiếp xúc. Bởi vì mình tiếp xúc với họ đó thì mình chỉ có thêm phiền thôi. Giả sử như họ thương mình đi, họ thương mình đi, nhưng mà họ làm phiền mình không phải lúc. Thí dụ như bây giờ đang đang ngủ 11, 12 giờ khuya đang ngủ, họ gọi điện. Họ gọi điện. Rồi họ nói ba cái, thí dụ như nói là bây giờ bữa nhờ cái gì đó thì giờ có rồi nè, hoặc là họ cho mình những cái thông tin này nào đó, hoặc là họ hỏi đạo mình. Sư là sư thường gặp nhất. Hỏi đạo là chuyên môn là nhằm cái giờ là 11, 12 giờ khuya nhắn. Sư đồng ý là có khi giờ đó sư vẫn còn thức, và sư cũng biết là giờ đó vị đó cũng còn thức, nhưng mà cái giờ đó không còn phải giờ hỏi đạo. 11, 12 giờ rồi mà nhắn tin hỏi. Thì như lúc trừ phi, sư nói trừ phi vị đó nhắn, vị đó hỏi là bây giờ con muốn đi tu thì con phải làm sao. Sư nói thiệt là trừ mà quý vị nhắn, quý vị hỏi cái chuyện đó thì sư 1 giờ khuya sư cũng trả lời. Hoặc là nhiều lúc quý vị nhắn là thí dụ như là bây giờ người nhà con đang hấp hối thì con phải làm sao, thì lúc đó là mấy giờ sư cũng trả lời hết. Còn ba cái chuyện hỏi đạo bình thường thì làm ơn chừa cái giờ khác qua một bên. Chứ còn nhiều lúc nhắn tin hỏi sư, rồi cũng có khi là mình tâm từ bi hay là tự nhiên là mình từ bi sản như thế nào đó không biết, là mình đi mình trả lời cho đã, nó thôi sư ngủ đi sư. Có những cái gọi là mình không biết mình phải trả lời như làm sao, thì thôi mình im lặng mình tắt máy thôi. Nó là như vậy. Cho nên khi mình tiếp xúc với những cái con người mà họ không có được cái sự tế nhị đó, thì lắm lúc tôi phải nói là phiền, rất là phiền, và nó thử thách cái đạo lực của mình, coi coi là mình tu cỡ nào. Và điều thứ chín để mà có được cái hỷ giác chi đó là mình nên gần gũi với những người tế nhị. Và điều thứ 10 á là đọc những cái bài kinh mà nó kích thích cái niềm tin, rồi kích thích về những cái vấn đề Phật pháp để mà mình hoan hỷ. Thật sự quý vị, bài kinh nào nó cũng làm cho mình hoan hỷ hết. Chẳng qua là nhiều lúc mình cái sự hiểu biết của mình đó, nó nông cạn quá, nó hạn hẹp quá, cho nên là mình đọc mình không thấy gì hết, hoặc thậm chí là mình không biết bài kinh nào để mà mình đọc. Xin nói thật như vậy. Còn nếu như mà mình thường xuyên mình nghĩ tưởng, mình sống trong cái bài kinh, mình sống trong kinh tạng, thì mình rất dễ mình nhớ tới những cái bài kinh mà nó giúp cho mình hoan hỷ. Chẳng hạn như sư đọc mà tới một cái đoạn là khi mà Đức Thế Tôn vừa mới nhập Niết Bàn, thì Đế Thích, vua trời Đế Thích mới đọc một cái bài kệ Anicca Vata Sankhara Upadavaya Thammino Upachitoan Rucchanti Te Sang Vu Basamo Sukho. Cái bài này khi mà Chư Tăng đi tụng cầu siêu là đọc suốt mà quý vị không hiểu, không biết cái nguồn gốc này. Là khi Đức Thế Tôn vừa nhập Niết Bàn thì Đế Thích đọc cái bài này, có nghĩa là sao? Chư hành vô thường, thị sanh diệt pháp, sanh diệt diệt dĩ, tịch tịnh vi lạc. Có nghĩa là tất cả các pháp hữu vi đều không bền vững. Nó có tánh sanh diệt là thường, vì nhân sanh rồi diệt, diệt rồi sanh, nên thường hay có sự khổ não. Chỉ có Niết Bàn là pháp tịch diệt, dứt cả pháp hữu vi ấy được mới có sự an vui tuyệt đối. Từ đó là bắt đầu thế gian chìm vào màn đêm, từ đó chánh pháp bắt đầu suy tàn, từ đó thế gian bắt đầu đi vào bóng tối, họ không còn biết đến Phật pháp tăng nữa. Thì khi mà mình suy tưởng như vậy, tự nhiên mình có được cái niềm hoan hỷ đối với pháp. Rồi ví dụ như có những lúc
mà mình nhớ đến những cái bài kinh như Đức Thế Tôn nói: này các tỳ kheo, những gì mà một bậc đạo sư đã làm, phải làm cho các ông, đã ta vì cái lòng bi mẫn, ta đã làm hết rồi. Hãy tranh thủ khi mà đất nước còn chưa loạn lạc, khi việc khất thực còn được dễ dàng, khi mà chư tăng còn chưa bị chia rẽ, khi mà đất nước còn chưa phải trải qua những cái chinh chiến can qua. Đây là những gốc cây, những ngôi nhà trống. Hãy tinh tấn thực hành thiền định, đừng để sau này phải hối tiếc. Có những bài kinh mà khi mình đọc vô, mình cảm thấy mình rất là xúc động, mình rất là hoan hỷ đối với Pháp. Thành ra đó, hôm qua khi mà sư nghe một người nói là coi trên TV đó, thì thấy kể về cái câu chuyện là một cái cô mà cổ bị bán ra nước ngoài đó, rồi cổ về, người ta cứu cổ về. Trời ơi, coi cái tin đó mà xúc động muốn chết luôn. Thì tự nhiên cái sư nghĩ, phải chăng nha, mà anh, chị, mấy người đó, mà đọc kinh mà mấy người cũng xúc động, muốn khóc được như vậy thì sư mừng biết mấy. Trong khi đó mình toàn đọc ba cái tin tào lao không à, mà cũng khóc cho được. Mà hình như là phụ nữ rất là dễ mũi lòng, rất là dễ khóc. Cô phim Hàn Quốc từ tập này qua tập kia khóc như mưa, mà đọc kinh không thấy khóc, ngộ vậy. Tại vì cái hiểu của mình đối với Phật Pháp ấy, nó còn rất là hạn chế. Khi mà quý vị hiểu thâm sâu về Phật Pháp rồi, quý vị mới có được cái niềm hoan hỷ khi nghĩ về giáo Pháp. Thậm chí quý vị, khi nói về ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng, bản thân sư không có một cái sự chuẩn bị nào hết. Sư sẵn sàng, sư ngồi, sư nói từ tiếng này qua tiếng khác, không dám nói ngày này qua ngày khác thì có khi nó hơi quá đà. Chứ còn nói từ giờ này qua giờ khác thì mình nói hoài không hết. Tại vì ân đức của Tam Bảo nó rất là cao siêu. Rồi những cái bài kinh ấy, nếu mà mình cứ chia chẻ ra hoài, có rất nhiều những cái điểm để mà mình phải bàn tới. Nhưng mà do làm sao? Do cái sự hiểu biết của mình nó còn hạn chế. Thành ra mình khó mà mình tìm thấy được cái niềm tin nơi Tam Bảo, khó mà mình tìm thấy được cái niềm hoan hỷ nơi giáo Pháp, khó. Cho nên đó là cái lợi ích của việc học đạo. Mình sẽ tìm, mình đọc được, mình thấy được những cái bài kinh, nó làm tăng cường cái sự hoan hỷ của mình, nó tăng cường cái niềm tin, tăng cường cái sự rộng rãi, cái sự bố thí, rồi cái sự hành thiền nhiều lắm. Chẳng hạn như hôm bữa sư có nói đó, Đức Thế Tôn đã từng nói, nếu như có một chúng sanh nào hiểu về cái quả phước của cái việc bố thí như là Như Lai hiểu, thì họ không thể nào ăn, thậm chí là cái miếng ăn cuối cùng nếu như có một chúng sanh nào cần tới nó. Và họ sẽ không thể nào thọ thực được, họ không thể nào ăn được một cái muỗng đầu tiên nếu như trước đó họ chưa cho một ai. Có nghĩa là trước khi họ ăn là họ sẽ phải cho người khác rồi họ mới ăn được. Nếu như họ hiểu được cái quả phước của việc bố thí như là Như Lai hiểu. Đó, như vậy. Khi mình hiểu hiểu như vậy đó, mình nghĩ như vậy, thì tự dưng là cái sự bỏng sẻn của mình nó bớt đi. Rồi tự dưng là mình sẵn sàng để mình cho ra, sẵn sàng để mình xả bỏ. Hoặc là khi mà mình ham, mình thích những cái hình ảnh này, chẳng hạn như Đức Phật nói, này các tỳ kheo, ta không thấy một cái pháp nào khác nữa, một cái sắc nào khác nữa mà nó ám ảnh người đàn ông như nhan sắc người phụ nữ. Thì có khi có những cái hình ảnh mà nó ám ảnh mình, nó làm cho mình phải nhìn ngắm đó. Cái hình ảnh đó không nhất thiết phải là một người phụ nữ có thiệt. Có khi đó chỉ là một cái hình vẽ, có khi nó chỉ là một cái con mannequin, hoặc là một cái gì đó nó gợi nhớ về người phụ nữ. Hoặc là đối với phụ nữ thì có thể là đó là một cái gì đó nó gợi nhớ về người đàn ông. Rồi khi mình tham đắm về nó, mình có cái lòng dục, mình nghĩ tưởng về nó tự nhiên đó. Nếu như mà quý vị thường xuyên quý vị học Pháp ấy, thì quý vị sẽ nhớ là Đức Thế Tôn đã nói, này các tỳ kheo, sắc này đó là thường hay vô thường? Bạch Đức Thế Tôn, và vô thường. Cái gì là vô thường, nó là khổ hay vui? Bạch Đức Thế Tôn, nó là khổ. Mà cái gì nó là khổ, nó có đáng hay không để các ông gọi nó là ta, là của ta, là sở hữu của ta? Mà một vị tỳ kheo khi mà suy tưởng như vậy đó, thì tự nhiên vị đó có cái sự nhàm chán. Mà từ cái sự nhàm chán đó, vì đó hướng đến cái sự ly tham. Và vì cái sự ly tham, vì đó hướng đến cái sự giải thoát.
Cho nên ấy, khi mà mình nghĩ về Phật Pháp ấy, mình nhìn thấy đâu cũng có Pháp hết, mình nhìn đâu cũng thấy Pháp hết. Và khi đó mình sẽ có được cái sự hoan hỷ. Chẳng hạn như khi mà sư nghe một cái anh mà anh nói là anh làm cái nghề bán sơn ấy, là tự nhiên là sư nhớ, tự nhiên trong đầu ấy, sư nhớ sơn thì ở trong Bali nó có cái từ là raga, nghĩa là từ nhuộm. Hồi xưa thì chưa có giáo pháp thì người ta dùng từ đó để người ta nhuộm, ví dụ như nhuộm vải hoặc là nhuộm cái này nhuộm cái kia. Nhưng mà khi có Phật Pháp ra đời, Đức Phật dùng cái từ ra gá đó để Đức Phật chỉ cho cái sự tham ái, và mình dịch là ái nhiễm. Cho nên khi mà mình tham, mình thích cái gì đó là mình đang nhuộm cái tâm của mình. Mình dùng cái sự tham ái đó mình nhuộm cái tâm của mình. Cái tâm của mình nó bắt đầu là nó nhuộm cái màu của tham ái, nó nhuộm cái màu của sự ái nhiễm, nó nhuộm cái màu của tham, của sân, của si. Đó là tự nhiên mình nghĩ tới giáo pháp là mình sẽ có được rất nhiều cái sự hoan hỷ. Thậm chí có những vị pháp sư mà lâu năm, vị đó nói là vị đó có thể đạt tới cái đẳng cấp là nhìn cái gì vị đó cũng có thể dùng cái đó làm cái đề tài thuyết pháp. Chẳng hạn như nhìn cái ly nước, vị đó có thể dùng cái ly nước đó làm một cái đề tài thuyết pháp 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng đồng hồ bình thường. Hoặc là đang chỉ về cái móng tay, vì đó có thể dùng cái móng tay đó làm đề tài thuyết pháp 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng đồng hồ bình thường. Nói như vậy, khi mình có nhiều cái sự suy tư về Pháp đó, thì Pháp nó sẽ là cái nguồn cơn, nó là một cái suối nguồn an lạc cho chính bản thân mình. Thành ra đó, nhiều lúc mình buồn chán, rảnh rỗi, không có chuyện gì làm, hãy suy tư về Pháp. Chính cái sự suy tư Pháp nó sẽ giúp cho mình sống an lạc hơn, thưa quý vị. Cho nên sư có cái thói quen, mà có thể là nhờ cái thói quen đó thì mới trở thành một vị pháp sư, mà cũng có thể là một vị pháp sư cho nên là mới có cái thói quen đó. Thì có thói quen là thường xuyên nghe Pháp, nghe mà cái kiểu như là mình, thậm chí nhiều lúc mình làm cái công chuyện này chuyện kia đó, mình cũng vẫn tiếp tục mình mở nghe. Đương nhiên là khi mình nghe, mình chú tâm mình nghe là tốt nhất. Nhưng mà ngay cả khi mà mình bận tay á, mình không có cái cơ hội để mà mình yên ổn mình nghe, thì sư vẫn tiếp tục sư mở để sư nghe. Thường xuyên nghe như vậy, nghe từ sáng tới tối, từ tối tới sáng. Nghe Pháp thường, thì ngay khi mà nghe Pháp thường á, mình mới có được cái sự hoan hỷ ở trong Pháp. Cho nên khi mà mình tìm đọc những cái đoạn kinh hoặc là những cái vấn đề giáo lý, nó kích thích được cái niềm hoan hỷ như vậy, nó cũng sẽ làm cho mình tăng trưởng cái hỷ giác chi. Và cái điều cuối cùng, điều số 11, là mình phải nghĩ nhiều về hỷ giác chi. Có nghĩa là mình thường xuyên mình suy tư là cái hỷ giác chi của mình nó còn thiếu. Tại vì nó chưa là cái suối nguồn an lạc cho mình. Mình tu hành ấy, mà nó còn chưa được cái sự an lạc, có nghĩa là cái hỷ giác chi của mình còn yếu. Khi quý vị thường xuyên mà suy tư như vậy đó, thì mình sẽ có những cái cách để mà mình tăng trưởng đó. Cho nên khi mà cái tâm dễ đãi lười biếng ấy, thì mình phải tìm cái cách mình đẩy nó lên, mình đốt nó lên, mình làm cho nó tăng trưởng lên bằng trạch pháp giác chi, tinh tấn giác chi và hỷ giác chi. Nhờ ba cái pháp này đó, mà trên cái con đường hành thiền và tu đạo nói chung, khi mình lười biếng thì mình có được cái sự thúc đẩy. Chứ sự nói thiệt là có nhiều lúc ngay cả cái con đường mà hoằng pháp, rồi thuyết pháp, rồi giảng pháp như vậy, cũng có những lúc mà nó mệt mỏi. Có những lúc mà mình thật sự mình nói là thôi dẹp nghỉ, ở trong phòng rồi đọc sách, rồi xem phim, hoặc là những thứ mà đại loại giải trí nó không sướng hơn hay sao mà mình phải mày mò, mình tìm cái đề tài rồi mình đi tới đi lui rồi suy nghĩ và thuyết pháp. Có những lúc mình mệt mỏi, rồi mình nói ra đó thì có khi là cũng có chắc là có ai nghe hay không, hay là nó nghe xong rồi nó tìm cách nó bắt bẻ, rồi nó này nọ kia, nhiều lắm. Thì có những lúc mà cái tâm của mình nó lu sụt như vậy, thì sư phải nói là chính quý vị, những con người ngồi ở đây, chứ còn những con người mà ở trên mạng sư không biết, những con người đang ngồi ở đây là cái động lực để sư tiếp tục sư giảng pháp, sư tiếp tục sư hướng dẫn quý vị. Quý vị là cái nguồn động lực cho sư. Quý vị là cái nguồn cơn để mà thúc đẩy cái sự tinh tấn giác chi, thúc đẩy cái hỷ giác chi, thúc đẩy cái sự trạch pháp giác chi.
Tại vì khi mà nhờ có quý vị, những con người ngồi ở đây quý vị học đạo đó, sư mới biết cái gì nên làm mà không nên làm. Cái giờ phút nào nên dành để suy tư về những cái bài vở, suy tư về cái việc học đạo, hành đạo để mà hướng dẫn quý vị. Rồi quý vị là một cái nguồn cơn, là cái nguồn động lực để mà thúc đẩy sư tinh tấn. Tại vì sao? Nếu như mà mình lười ấy, nó có hai cái. Thứ nhất là mình lười đó, mình không làm sao mình dạy người ta. Rồi cái thứ hai đó, khi mình lười đó, rồi tới hồi người ta biết thì nó kỳ lắm. Sự thật là vậy. Rồi nhờ cái việc mà thuyết pháp cho quý vị đó, sư cũng ngồi, cũng có những lúc mà sư soạn bài á, sư ngồi đây mà sư thuyết nhưng mà ở trước mặt không có ai hết. Thí dụ như tối 9 giờ nó về hết trơn rồi sư ngồi đây sư tập, sư thuyết pháp. Cái cảm giác nó khác hoàn toàn với việc mà mình ngồi trên đây mình nói chuyện có người ở dưới nghe. Nó khác lắm. Cho nên á, khi mình thuyết pháp mình chìm đắm ở trong pháp, rồi mình chìm đắm trong cái sự hoan hỷ khi mà mình truyền bá giáo pháp, là tự nhiên mình có cái hỷ giác chi nó lên. Nhờ như vậy nó đối trị cái tâm lui sụp. Vì vậy có những lúc thôi nghĩ muốn dẹp, nhưng mà tới chủ nhật rồi thì quý vị tới rồi thì sư hướng dẫn thì nó cứ tiếp tục như vậy, nó cứ lăn tròn. Và cái phần mà ba cái phần này đó, trạch pháp giác chi, tinh tấn giác chi và hỷ giác chi, thì quý vị có ai có cái câu hỏi gì hay không? Mình chắp tay hồi hướng. Do sự thứ bao mà chúng tôi đã trong sân làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng nguyên của con hiện tại, cầu mong cho các vị ấy hằng được an vui. Do sự phước bao mà chúng tôi đã trong sân làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng nguyên cuộc đã qua vàng, cầu mong cho các vị ấy hằng an vui. Do sự phước bao mà chúng tôi đã trong sân làm đây, hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vì mai. Ca sát tha cho bùm mát tha đi wa na ga ma hi thi ca Punyantang anumoditva chirang rakkantu sasanam. Akasattha ca bhummattha devanaga mahitika. Punyantang anumoditva chirang rakkantu desanam. Akasattha ca bhummattha devanaga mahitika. Punyantang anumoditva chirang rakkantu mam param. Etavata ca ammehi sambhatam punya sampadam. Sabbe deva anumodantu sabba sampatti siddhiya. Etavata ca ammehi sambhatam punya sampadam. Sabbe bhutta anumodantu sabba sampatti siddhiya. Etavata ca ammehi sambhatam punya sampadam. Sabbe satta anumodantu sabba sampatti siddhiya. Idam me nyatinam kotu sukhita hontu nyattayo. Idam me nyatinam kotu sukhita hontu nyattayo. Idam me yatinam hotu sukhita hontu nyattayo. Idam me punyam asavakaya vaham hotu. Idam me punyam nibbanassa paccayo hotu. Mamam punyam pagam sabba sattanam dhimma.
Sa-ru, sa-ru, sa-ru.